chưa thấy like thôi. 6.9. Vô đâu để họ bắt đầu họ coi rồi. Dạ. Quyên vô trong cái này shop á, là Quyên like. Từ từ. Ok, cái gắn tip này á lại phải nói lại rồi. Cái gắn tip này á, sau mà có nhiều người nói là bị dẫn, nó không có phải bị dẫn. Nếu mà bị dẫn á là móng tay người ta dẫn, mà ngón tay người ta dẫn á là mình cầm vô là mình thấy liền à, mình cầm vô mình thấy liền, hiểu không? Cho nên á là lúc mà gắn tip á không có cần phải đè xuống. Tại các bạn đè xuống á là nó sẽ giống như Mỹ Đen á, nó bị gập xuống vậy nè. Không cần, cứ gắn một nửa cái cụ cho phép. Gắn vô thôi. Có nhiều bạn nói sao mà anh gắn tiếp bị dẫn, nó không có dẫn. Điện thoại bá mạng yếu rồi chứ. Không sao đâu con, mạng yếu. Okay. Đừng có bẻ nó xuống nha. Đừng có bẻ nó xuống. Đừng bao giờ bẻ nó xuống. Chỉ gắn một nửa cái mà nó cho phép. Dán vô. Ok trời, méo à. Ok. Nhớ không có bẻ gập xuống dày. Không có bẻ gập xuống dày. Bẻ gập xuống dày là giống Mỹ Đen rồi. Không có bẻ gập xuống. Đừng nha, mọi người đừng có sai lầm nha. Cũng là cái bàn tay này. Hồi tuần trước mình làm. Nha. Cũng cái bàn tay này. Chỉ dán nửa cái cho phép rồi. Nó là như vậy. Chứ bạn gập xuống là nó sẽ bị như vậy. Như vậy. Mọi người mới có nhiều người vô comment mình là nói là mình bị móng tay bị dảnh. Không phải nó bị dảnh đâu. Bạn nhìn nhầm rồi. Và đừng bao giờ, tại vì các bạn gián tiếp mà các bạn bị làm ở khu Mỹ Đen á, rồi các bạn quen rồi các bạn cứ dập xuống vậy nè. Mỹ Đen nó thích dập vậy. Chứ còn không có ai mà thích dập vậy hết trơn á. Nhớ nha. Tay này cũng bị méo rồi nè. Làm luôn ngón cái nha anh. Làm luôn con cái à. Con cái thường á không có làm gì hết trơn á. Con cái thường không có làm gì hết trơn á. Cho nên mình ít chỉ con cái là vậy đó. Nhiều người người ta thắc mắc tại sao, ủa anh sao anh này không bao giờ làm con cái. Tại con cái thường đừng có làm quá. Đừng bao giờ design quá hết trơn á. Một cái design sơ sơ thôi, không thôi đừng có design nữa. Bỏ một màu thôi cũng đẹp rồi. Rồi. Tiếp tục chương trình nói nhảm. Ấy à, nó nhảm bây giờ á. Cái tập trước mình nói đó là mình vẫn giữ cái khuyết điểm à, cái giữ cái quan điểm của mình. Yeah, tiếng Việt quen luôn mẹ nó rồi. À, mình vẫn giữ cái quan điểm của mình. Nha. Bị tập trước mấy cô chú làm chủ bay vô chửi quá trời chửi, chửi banh ta lòng, nhưng không sao. Không sao. Mình có cái hai cái là ai chửi mình chửi lại. Vậy thôi. Mẹ đơn giản. Còn ai đánh mình đấm mình một cái, đủ chắc chắn mình phải đá lại một cái, không chạy đâu hết trơn á. Bảo đảm. Bạn đá mình hai cái, bảo đảm chắc chắn mình đấm lại một cái. Mình không có sợ nha. Yeah. Rồi, còn cái bạn mà nói mình nói nhiều quá đủ, tôi thích nói. Tôi thích nói, nó là như vậy. Mà các bạn không muốn nghe thì không có sao hết.
mình lượng đi, lượng đi, giống như cá la hán, lượng nhẹ 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 đi cho nước nó trong. Tụi mình quậy làm gì cho nó đục ngầu vậy? Không cần thiết nha, nhớ nha. Rồi vô vấn đề, cho em mượn điện thoại. Con đừng bỏ cái tay cho nên cái ngón tay con. Đúng rồi, mẹ bỏ đi nha. Vô comment tầm bậy là bỏ đi đó nha, lượng đi. Cái này mình phải nói trước, tại vì mấy ông nội không đã nghe trước rồi mà còn vô cũng comment nữa. Mà nói thiệt có nhiều bạn cũng tội lắm, hiền lắm. Vô khuyên mình, nó message cho mình hiền là thôi bỏ đi anh, kệ người ta nói gì kệ người ta, đừng có quan tâm. Nhưng mà cái tính tôi không có, đồ chửi tôi là tôi chửi lại, nó là như vậy, đấm tôi một phát là cô chi chi tôi cũng đá lại một cái à nha. Ồ, cái đó anh đâu biết đâu. Cái đó tùy tiểu bang, tùy vùng, tùy nữa chứ sang tiệm mà anh đâu có biết đâu. Tùy tiểu bang, tùy vùng, tùy người. Con này mình dán bị méo rồi, chắc mình dán lại quá hả? Mẹ chút nữa rồi bà con ầm vô rồi con nói mình dán thiếp bị méo nữa. Tay ngón tay người ta méo á thì mình phải bẻ qua. Nãy vừa nói vừa dán đi nên nó không có thẳng. Nè, cái ngón tay người ta méo nè. Bẻ là bẻ lại. Người ta đang méo bên trái này, người ta bị chiếu qua bên bên tay trái của mình. Thì bây giờ mình dán tiếp á, thì mình bẻ qua bên phải. Mình bẻ qua bên phải nha. Bẻ qua bên phải. Rồi. Mình thẳng lại. Không. Ủa sao nó không rõ vậy con? Nó mờ mờ vậy con? Bên này là rõ à? Bên này không rõ mà sao nó cái mờ mờ, coi nó mờ mờ. Hình như mờ quá không mấy bạn? Bên Nó thấy không vậy? bên kia chiếu chậm hơn bên này. Không chứ Linh biết rồi nhưng mà nó mờ vậy sao ai thấy? Điện thoại lỗm rồi. Ok, bây giờ pointy lấy cái viết chấm nha, rồi cắt. Mình không chấm nữa. Mình không cần chấm nữa. Thì các bạn cứ cứ chấm đi, được ai nói kệ mẹ nó. Mày ai mà cười vô mặt các bạn thì cũng kệ nó, chứ biết làm gì nó bây giờ. Nó muốn làm đẹp thì nó tự để nó làm, nó giỏi rồi. Sao giờ hơi hơi bị mờ mờ đó anh? Chứ đừng có bên kia mờ. Không, bên kia Không này không rõ. mờ. Ừ, chắc là do mạng rồi, chắc là do mạng mỗi người rồi đó. Hồi nãy mình cũng thấy mờ nên bây giờ mình lại thấy Mạng mờ. mạng yếu lắm Ừ. hả? Nhớ nha, đồ comment đàng hoàng nha, không đàng hoàng là mình chửi cho. Mà cái tính mình vậy đó, nó là như vậy, không có mình không có có sợ ai hết trơn. Ok, bắt đầu. Cái ngón này đó, lúc mà cái hình của mình nó là màu đen với lại white tip đúng chưa? Cái bài này thì mình nghĩ là mình sẽ ôn lại những cái gì đã học, những cái gì đã mình đã làm trước để mình làm lại,
và mình làm một cái bộ cho nó đẹp. Tập trước á, mình phối màu sáng ở trong màu sáng, đúng chưa? Màu này mình sẽ làm, cái tập này mình sẽ làm, ví dụ người ta làm màu đen hay là màu nào mà màu đậm gần màu đen thì mình làm sao cho mình phối sao cho nó sáng cái màu đen lên, nhưng màu đen vẫn là điểm chủ, vẫn là màu chủ đạo nha. Sao làm nail lâu vậy, lấy gì ăn? Đó, thấy chưa, Không. thấy chưa, rồi chị cũng có một người vô nói à, trời ơi ông nội, bật lại mấy cái tập trước coi nghe, trời ơi, tôi khổ ghê. Thấy chưa, cũng có một thánh vô nói mà làm sao lâu vậy, thấy không? Tôi có chuẩn bị sẵn nghe, sẵn có mấy người là chuẩn bị sẵn ba chén chè với ba cây hương rồi đó nghe. À, bà điên là tôi cúng á. Ok, cái màu đen đó là vẫn là màu chủ đạo nha. Mình vẫn là màu chủ đạo, mình kiếm cái màu nào chủ đạo để mình tô cái màu đen lên, mình tô cái màu đen lên. Đắp cũng vậy, bỏ từ từ. Bỏ từ từ. Thấy chưa? Lo hai bên. Lo hai bên. Lo hai bên. Lo hai bên. Lo hai bên thôi, rồi. À. Mình lo hai bên. Rồi lúc nó gần khô rồi đó, bắt đầu mình kéo xuống. Gần khô rồi đó, bắt đầu mình kéo xuống. Gần khô rồi đó, bắt đầu mình kéo xuống. Đó. Mình thấy đủ cái độ cong, đủ hết rồi thì mình lấy cây tăm thần thánh vừa hết rồi, là cái tăm ngàn năm. Chấm ở giữa một cái, chấm ở giữa một cái, xong rồi mình cắt, mình cắt. À, mình lấy cái tâm điểm cái chấm của mình đó, mình cắt nó sẽ đều hơn, nó sẽ đẹp hơn. Phải chấm nha, không chấm là méo liền, mình bảo đảm với các bạn luôn, không chấm là các bạn làm sẽ bị méo, không có được đẹp nha. Rồi thấy chưa, bây giờ nó đều rồi, nếu mà không đều quá thì mình chỉnh lại, còn còn nếu mà đều rồi thì thôi nha. Sao mờ dữ ta? Chú liền dùng 3D. Ok, cái này á, tại chút nữa cái tập trước mình nói đó là màu trắng đi với màu nào nó cũng đẹp, thì bây giờ mình sẽ làm cái màu trắng, cái tip của cái này để làm gì, để nó tôn cái màu đen lên, để nó tôn màu đen lên. Nhưng các bạn đừng có làm nhiều màu trắng quá, các bạn nhiều màu trắng quá đó thì nó sẽ bị nhìn vô nó focus cái một cái tập trung vào màu trắng hơn là màu đen. Nhưng hiện tại là mình đang làm cái màu màu đen, khách nó đòi cái màu đen thì mình phải làm cái màu đen cho nó là trọng tâm. Màu đen cái nó là cái màu chính. Ngón này chú Linh làm gì quên mục tiêu rồi. Ngón làm gì quên mẹ rồi. À, người ta hỏi bột hiệu gì vậy anh? Cái bột này á, cái bột này á, các bạn mua bột màu á, các bạn nhớ cái bột là hỏi supply có phải cái bột của Keystone, hắn là Keystone. Cái Keystone á, nó rất là bám, nó dính lâu lắm, coi như nó rất là bám, nó rất là tốt, nó là Keystone. Người ta mua về, tụi supply nó mua về đó, mấy người supply đó nó mua về, nó sẽ chế ra từng hũ từng hũ từng hũ, nó bán riêng, nó bán riêng đó. Rồi chú Linh thấy rồi, ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ chỉ các bạn cái này là foil, foil.
cái này là foil, cái giấy giống như là cái giấy mà ở trong cái thuốc lá đó, mà nó mỏng hơn, nó mỏng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Còn cái kia, cái trong gói trong thuốc lá thì nó dày. Cái này mình mua ở Amazon có mấy đồng thôi, có mấy đồng thôi nha, về làm nó thiệt luôn á, làm phải cỡ mấy ngàn bộ á, có mấy đồng à. Rồi mình xé ra từng nhỏ mảnh nhỏ, mình xé từng mảnh nhỏ. Ok, cái màu đen á nó luôn luôn đi với cái màu gold và màu silver, à là mà ừ màu gold clear đó nha, nó luôn luôn có đi hai cái màu đó. Các bạn không có biết phối màu thì hãy lấy clear the silver và clear the gold, đừng có làm cái màu khác, làm màu khác cũng được, tại vì người ta sẽ giỏi, người ta sẽ làm, còn mình không có giỏi, mình đừng có làm. Mình làm cái màu gold, mà quan trọng là màu gold đi với màu đen rất là đẹp, lúc nào nó cũng vậy. Hai anh Mikey, có sư phụ vô coi rồi giờ vui quá. Bây giờ mình màu đen mình bỏ một lớp lên thôi, một lớp mỏng lên thôi, giống như mình sơn một lớp mỏng lên thôi. Giống như mình sơn một lớp mỏng lên thôi nha. Nè, mình chỉ sơn một lớp mỏng lên thôi, không cần phải dày. Mình lo hai bên rồi mình quét lớp mỏng lên, quét lớp mỏng lên. Xong rồi mình mua cái foil này, mình xé ra, mình bỏ nó lên. Ây da, bây giờ móng tay mà nhỏ quá thì mình xé nhỏ một chút. Xé nó ra. Thì tại sao mình làm cái màu gold? Mình muốn là nó tôn lên màu đen. Các bạn nhìn vô cái bộ tay nó không có cái màu nào làm chủ cả, chỉ có một mình màu đen làm chủ đạo nha. Tại vì màu gold đi với màu đen rất rất là đẹp. Bây giờ chấm nó bỏ lên. Chấm nó bỏ lên. Đó, bạn thấy chưa? Ê, thấy dễ thương không? Và tại vì nó cái màu đen, mình bỏ cái màu gold nó rất là đẹp. Nhớ gold và silver, đừng có mix cái màu khác. Khi mà bạn làm hết hai màu đó rồi, bạn tự trong đầu mình nghĩ ra cái màu nó sẽ đẹp và các bạn sẽ làm. Ừ, tự nhiên giỏi cái là mình tự mix màu được, mình tự làm được. Còn bây giờ mình học căn bản thì mình cứ nhớ là màu đen đi với màu gold và silver là nó là điểm chuẩn, không có cần phải tiếp phải làm gì nữa. Cái này nó giống vàng quá hả? Đẹp, nhìn dễ thương, giống vàng. Rẻ có mấy đồng mà, xài cả mấy ngàn bộ. Trời ơi. Ừ, cho các bạn cái link làm sao. Không có nó con rùi mà. Con rùi à, giết nó đi. Định phá hoại đời. Thằng nào nguy hiểm, giết nó luôn đi.
Lo hai bên. Thay vì mình dùng foil thì mình dùng powder được không anh Tim? Powder nhưng vẫn đâu có đẹp bằng cái foil này nó khác, cái powder nó khác. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Thấy chưa? Bây giờ đó mình đắp xong rồi đó, mình sẽ lấy cái lưới. Đây, cái lưới mình nói với các bạn đi mua tỏi về các bạn xài ăn, xài với rau muống xong rồi các bạn làm đúng không? Mình còn giữ nè. Mình xài một miếng này là tới một một mấy năm rồi ta? Cái này chắc năm mấy 2 năm rồi. Bắt đầu in nó lên. Nhưng lúc in hãy chờ nó khô một chút. Chờ nó khô một chút. Cái lúc bây giờ mới lúc quan trọng nè. Chờ nó khô một chút. Quay lại nhìn mắt nhìn con khách. Trời ơi mày giống Britney Spears quá. Ô hay là Ace, mày biết Megan Fox không? Mày giống y nó vậy đó. Nó cái là hồi nó ra là nó cười toe tát rồi nó cho 10 đồng 20 là bình thường. Bây giờ bỏ lên. Ịn nó. Thấy chưa? Phải chắc chắn rằng chỗ nào cũng có ịn. Xong rồi mình lấy nó ra từ từ. Từ từ bên này. Lấy nó ra từ từ đừng có cho nó dính bọt lên. Thấy chưa? Xong rồi qua bên này. Từ từ. Xong rồi qua bên này, từ từ. Từ từ. Nó ra. Thấy chưa? Không. Lúc này á là tại vì mình sao mình phải chờ cho nó khô. Nó hơi khô, tại vì nó không còn ướt thì mình lấy ra nó không có dính bột vô cái này. Không dính bột vô cái lưới nữa. Cho nên mình phải chờ hoặc là mình nhìn cái bộ nail cái nào mình cần làm trước, ví dụ như màu đen mình cần phải làm trước rồi, tại vì sao cái màu đen đó nó làm dơ cái cọ của mình và mình sẽ dơ cái tờ giấy của mình hoặc là cái gì đó mình nhìn bốn ngón, mà cái nào mình cần làm trước thì mình cần, ví dụ như cần làm clear trước thì mình hãy làm clear trước, mình làm quay trước thì mình hãy làm cuộc quay trước, để cho cái tiện lợi là mình phải lấy một lần bột thôi, mở nắp một cái bột thôi, xong rồi cái sau này mình cắt đi mình lấy khác ra mình làm, chứ mình mở lung tung sàn giống như là mình giờ bây giờ mình nhìn vô một cái bộ nail mình tính là cái nào tiện cho mình trước tiên thì mình làm trước, cái nào tiện cho mình thứ nhì thì mình làm thứ nhì, tiện cái thứ ba mình làm thứ ba, hiểu ý mình nói không? Đó thì bây giờ chờ cho nó khô. Thường á thì mình làm ví dụ như mình làm ngón này xong cái gì cái mình qua mình cắt ngón út luôn, mình làm cái ngón này mình qua bàn tay kia mình làm cái ngón kia luôn, mình làm cái này mình qua bàn tay kia mình làm cái kia luôn, thì mình đắp cái này xong cái mình đắp cái kia xong, tại vì mình đắp nhanh quá cho nên mình phải ngẩng mặt lên mình nói chuyện với khách nữa, mình nói tào lao biết đâu sợp nữa, nói su cha ôi cha mày đẹp quá, nói nữa mày xinh quá, mày giống như là Britney Spears. Còn Mỹ Đen thì mình hãy nói là Beyoncé đủ khoai lắm. Ok. Rồi bên cái ngón này. Cái ngón này đó thì mình sẽ làm là cái bằng cái tâm thần thánh mà mình cắt nha. Cái lúc mà mình cắt á thì lúc mình cắt hay mình làm gì cũng vậy, mình phải đợi cho nó khô một chút. Thôi kệ đi con, để ăn bài đi con, giết không được đâu. Hắn còn nguy hiểm hơn mấy cái thằng ông nội trong này nữa mà. Mình vẫn đắp hết móng nha. Thì mình hết đóng cho mình dễ canh thôi chứ không gì hết. Cho mình dễ canh. Lo hai bên. Lo hai bên. Rồi bắt đầu lo trên đầu, lo hai bên. Lo hai bên. Cho nó xong rồi. Mình kéo nó xuống. Lấy bột cho đủ nha.
khô rồi, kéo nó xuống, kéo nó xuống, kéo nó xuống. Ok, xong. Thì bây giờ mình chuẩn bị cái tâm, mình sẽ cắt. Cái cắt này á, bạn phải cắt cho nó cao, có nghĩa là nó thiệt là xéo nó mới đẹp, chứ mà nó hơi ngang 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 là nó không có đẹp nữa. Phải cắt thiệt là xéo, thiệt là xéo, càng xéo càng đẹp. Giống như vậy, chờ nó khô một chút, cũng chờ nó khô một chút, cũng nói lảm nhảm linh tinh rồi cắt nè cho nó xéo nha. Mình bạn đừng có cắt vậy vậy nè, cắt vậy nó không có được đẹp. Cái loại loại tiếp nào cũng vậy, cắt xéo xéo vậy đi, cắt nó nha. Bột đen này có mix chưa hay là mua về dùng luôn anh xem? Cái bột đen này này mua về dùng luôn, không có mix nữa. Nhưng mà bạn mix cũng được nha, mix cũng được, bỏ chút clear cho nó nhiều nhiều mình xài cho đỡ tốn tiền. Bột clear thì mình sẽ bày cho bạn mix màu luôn cái tập này, tại vì có nhiều bạn quá hỏi quá nhiều màu burgundy. Ok, cái màu mình sẽ lấy là cái màu đỏ, mình sẽ lấy cái màu đỏ đỏ đậm, màu burgundy á, thì mình bỏ đỏ đỏ đậm xong rồi mình bỏ chút xíu màu đen nha, chút xíu màu đen nó sẽ ra cái màu này, cái màu burgundy nó rất là đẹp, nó rất là xinh. Để mình lấy cho các bạn coi. Nó sẽ ra cái màu này. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó sẽ ra cái màu này. Nó rất là đẹp. Còn đó, bạn bạn lấy màu trắng, bỏ chút xíu màu đen thì nó sẽ ra là màu gray. Rất là xinh. Màu gray đẹp lắm. Nó có nhiều, nhiều cái đơn giản mà các bạn không có biết. Màu đỏ bỏ với màu đen nó ra burgundy, rất là đẹp. Màu trắng bỏ với một chút màu đen thì nó ra gray, rất là đẹp. Nhớ nha. Nhớ phải cao lên, phải xéo lên. Con đứng lên được không con? Đứng lên cho người, mọi người thấy chứ. Con kệ đi, cố gắng đứng chút xíu đi con. Nè, phải cao như vậy, đừng có như vậy, đúng không? Như vậy thì quá là ngang, phải cao như vậy, chéo chéo chút chút thì cái móng nó, cái design của mình nó rất là đẹp, nó rất là đẹp. Nhớ mình chỉ quanh đi quẩn lại mấy cái tâm này thôi. Mua một cây nè, giờ ví dụ mình thích mình xỉa răng luôn, thấy chưa? Rồi bắt đầu bây giờ đến màu trắng. Thường á, tại sao mấy thường á, tại nhiều người hỏi tại sao anh không có làm cái ngón cái hả? Thắc mắc, tại ngón cái thiệt ra nó không cần, nó có cần có phải làm cái gì quá hết trơn á. Bây giờ mình chỉ cần bỏ màu đen cũng được nữa. Đừng bỏ màu trắng thôi. Nếu mà các bạn bỏ màu trắng á thì đâm ra hắn sẽ quá lạc loài. Cái bản chất cái này hắn đã lạc loài rồi, nhìn cái bàn tay đi. Mà có thằng này nằm riêng à. Đây chừng này thằng nằm chung. Có mình nó làm riêng mà mình làm mà design mà làm quá cái ngón này thành ra nó càng riêng lẻ nữa. Cố gắng làm, đừng có làm quá cái này, chỉ cần bỏ màu đen thôi. Bao nhiêu tiền bộ này vậy? Bộ này mình tính bà hôm bữa mình tính là máy quen mất tiêu rồi, nhưng mà theo mình thì mình nghĩ là 65-70 nè. À, cái này mình định bày các bạn cái loại khác chứ, cái loại design khác nữa, quên sorry. Ây da. Cái này mình sẽ bày các bạn làm design khác, nhưng mà tại vì nó không nằm trong cái bộ nail này, nhưng mà mình cũng muốn là bày luôn, tại cái này nhiều người làm chưa có được. Nhiều người hỏi quá.
cho nên mình làm luôn, thì cũng ở trong cái bài mình đã học rồi thôi. Cho bữa nay thì mình em mình chỉ rồi thì bây giờ mình chỉ cơ ôn lại thôi. Làm sao liquid nó không có đen? Ô, cái này là phải xài cái khác nha, nó chắc chắn sẽ đen. Cho nên mình mua một cái loại khác để mình một cái hũ khác để mình xài, chứ mình đừng có xài chung sao được. Rồi bây giờ đến với ok, bây giờ mình sẽ bỏ clear lên cái này cũng như mấy tập trước thôi, mình phải buộc phải bỏ clear lên, nếu không bỏ clear lên thì mình dũa nó bay mất tiêu rồi, đúng chưa? Mình sẽ bỏ clear lên. Thì clear đó thì mình phải chùi cái cọ trước. Sao được con? Thì mình sẽ lấy cái bột của mình sẽ lấy cái liquid của clear mình làm. Chứ mình đừng có lấy cái liquid mà của màu đen nữa nha. Mình cũng bỏ lên như tập trước mình nói rồi, mình phải bỏ lên chứ không là mình dũa nó mất. Mình bỏ lên. Hồi nãy là mình chỉ bỏ đó bỏ một cái lớp nhỏ màu đen thôi, lớp mỏng màu đen thôi đúng không? Thì bây giờ mình phải bỏ lớp clear làm sao cho nó bây giờ mới làm đều mấy cái móng bên cạnh nè. Đó, bây giờ mình phải canh phải coi thì nó đã đều cái móng bên cạnh chưa. Đó, coi thử coi thử là hắn đã nhô chưa. Coi thử độ cong hắn có vừa đẹp chưa. Rồi mình mới vuốt nè, mình vuốt. Cái này mình làm, cái người mà làm quen rồi đó là người ta tự nhớ trong đầu là hắn mình làm mà. Còn ví dụ như các bạn làm không quen á, các bạn phải coi nữa nha. Coi là ba ngón hắn đã bằng nhau chưa, bốn ngón tay hắn đã bằng nhau chưa, cái độ cong hắn bằng nhau chưa. À, độ cong này nhìn hắn bằng nhau rồi, rồi thì thôi. Còn chưa thì mình lấy thêm lớp nữa, không sao hết. Thấy không? Thấy chưa? Nè, giờ bây giờ bốn ngón đều rồi. Cái độ cong của hắn đã đều rồi, đã đẹp rồi. Nhớ, cái này nó không có phải dảnh nha. Không, đừng có nhiều bạn vô hỏi là mình bị giống dảnh, nó không có dảnh. Nó không có dảnh, tại vì các bạn quen con mắt các bạn làm mỹ đen rồi, các bạn sẽ nói nó dảnh. Chứ thực ra nó không có dảnh. Nhưng mà những người đó thì người ta góp ý với một cái chân thành, cho nên mình không cần phải cãi nữa. Còn bây giờ bạn các mình sẽ dán cái tip mà vì sao mà nó các bạn nói mình dảnh. Nè, các bạn dán tip mà các bạn làm vậy. À, các bạn đè nó xuống như vậy. Nè, các bạn đè nó xuống như vậy. Thấy không? Các bạn đè nó xuống như vậy. Thì thực tế nó không có sao cả. Chiếu ngang rồi phải không con? Nè, chiếu ngang vậy nè. Thực tế là nó không có sao cả, nó không có liên quan tới cái tip này đó, nó không có liên quan tới cái chuyện là gãy móng hay là làm móng mạnh hơn. Nó chỉ liên quan trực tiếp 0.1% thôi, hoặc là 0.5% thôi, là nó liên quan tới cái chuyện mà gãy móng hay không gãy móng. Còn cái này đó, cái gán tip này đó, bạn dán sao, tại vì cái bột nó đã phủ lên đây rồi, thì gãy hay không là do người ta, không phải do mình nha. Cho nên cái gắn tiếp này á, nhiều bạn nói gắn như vậy thì sẽ gãy móng, không có. Cái này nó không có liên quan nhiều, nó chỉ là 0.5% liên quan đến cái chuyện gãy móng thôi. Cho nên cái đằng đó không có cần thiết, nó quá là ít đi. Đó, ok, bây giờ nó clear powder hay là clear gel powder? Cái này là clear powder hay là clear gel powder? Cái đó là lầm nữa. Ủa, cái đó là cái mà cái mấy cái bạn bị tụi nó ăn tiền. Ngày xưa mình cũng y chang vậy đó. Mình cũng lên hỏi, mình hỏi ê bây giờ lên supply hỏi bây giờ bán cho tôi cái loại gel clear. Thấy ghê lắm, nhưng mà không phải. Nó chỉ bỏ vô cái chữ gel xong rồi nó quất tiền mình lên thôi, chứ không có gì khó khăn hết trơn á. Còn cái clear bây giờ á, cái clear mình nói các bạn mua á, nó rất là đẹp. Nhưng mà mình sorry một cái là mình mua ở đây, cho nên mình cũng không biết cái website online nó là cái gì. Online là cái gì, mình sorry cái đó mình cũng hơi bậy. Nhưng mà mình cũng có một cái mình khuyến khích các bạn nên mua là cái này.
là cái này. Lúc mà mình mua đó, mình về mình xài đó, được 5 bộ rất là tốt, rất là tốt. Thì những cái gì mình không có mình không có ăn uống gì trong đây hết trơn á, nhưng mà mình nghĩ cái nào tốt thì mình hãy nói cho các bạn nghe. Tại vì cái lúc bây giờ đó là cái lúc các bạn coi mình nhiều hơn, cho nên mình có cái gì tốt mình sẽ nói cho các bạn thôi. Cái bột clear đó mình sorry, mình mua nhưng mình không có website cho các bạn mua. Cái đó mình cũng hơi sai rồi. Khi nào mình tìm ra cái website, mình sẽ gửi cho từng người, mình hứa luôn. Mình có website thì mình sẽ gửi cho từng người để mình mấy bạn order. Còn cái này đó nó hút rất là tốt. Mình xài cái vệ sinh cái loại đầu tiên đó thì mình xài nó bị hư, nhưng mà cái loại này nó tốt hơn cái loại đầu tiên rất là nhiều. Cho nên các bạn, mình khuyên các bạn nên mua. Khi nào mình làm đó, mình vũa phá đó, mình chuối nó vô, hút nó hết cho nó sạch bớt đi, chứ không mình cứ kêu thợ mình dọn hoài đủ, nó bưa lắm, nó chán rồi nha. Ok, mình dọn hoài nó quải, nó không làm nữa. Tiếp tục. Chứ đừng có nói là cái bột gel clear nó khác clear nha. Nó không khác cái gì hết trơn á. Mẹ, nhiều loại nó còn xấu hơn nữa. Không khác cái gì hết trơn á. Bây giờ mình bỏ clear lên chút là nó đẹp lắm, mà quay lại là 2-3 tuần sau người ta quay lại nhìn nó vẫn còn đẹp. Cái loại này tốt thiệt. Cái loại này mình xài tốt thiệt. 30 ao mà có 40 đồng. Nó đẹp. Rồi bây giờ bỏ clear lên rồi cái gì? Dẹp cái clear đi. Bây giờ đến màu quay, màu trắng. Đến màu trắng. Ok. Thì như mình nói thôi, màu trắng luôn luôn đi với cái các màu, mà nhất là màu đen nữa thì nó sẽ nổi hơn, đúng không? Nhưng phải ít thôi, làm nhiều quá nó sẽ chiếm lấy cái màu đen đi. Cho nên mình phân ít thôi, nó sẽ nhìn vô người ta chút chút màu trắng, nhưng mà màu đen vẫn là chủ đạo, nó mới đẹp nha. Không, Thảo Nguyễn là bạn của mình đó. Trời ơi, cô đó là cô bạn của mình đó. Cổ có cái là ở trên núi xuống. Ở cổ là người mà người miền mà nhảy tắm suối mà không mang đồ đại khái thôi đó, giống như là múa lửa, múa đồ thổi lửa xung quanh rồi đứng nhảy quanh vậy đó. Ừ. Cái thâm làm holosticker hả anh Tim? Cái thâm. Thâm. Thì đừng có chọc cổ dặn, mà cổ mà dặn là cổ bay như tặc văn á, biết không? Cổ bay như tặc văn đó. Khoái cái là cổ không có ăn áo mà quấn cái khăn rồi xong rồi bay như tặc văn, hú 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 đồ mệt lắm, đừng có chọc cổ. Ok, bây giờ đến màu trắng. Màu trắng đó thì bây giờ mình lấy cái này, mình lấy nhiều rồi, mình lấy ít thôi, mình làm cái tip. Tại vì cái màu trắng nó sẽ làm tôn cái màu đen lên, chứ nó không có giết cái màu trắng nhiều. Bạn hiểu ý mình nói không? Nó sẽ làm tôn cái màu đen lên, sẽ tôn cái màu đen lên. Đó, nó sẽ làm đẹp cái màu đen lên, chứ bạn không thể nào bạn quất cái màu đỏ lên được. Giống như bây giờ mình mang cái áo trắng mà mình phải mang cái quần xanh đậm, chứ mình mang cái quần mà màu trắng, màu màu
màu màu cam, màu hồng mà thấy mẹ rồi. Rồi giống như là mình đang cái gì, mình đang lên đồng vậy đó. Nhưng mà rõ ràng đâu ai đẹp như mình mang mình đẹp sẵn rồi, mình mang gì cũng đẹp hết trơn á, hay không? Ai em đẹp trai như mình thì nói làm gì nữa, giờ mình có mang cái gì nó cũng đẹp hết trơn á. Giỡn giỡn thôi nghe má ông nội, ông nội đừng bay vô, ông nội chém nghe, giỡn thôi. Sao tim không làm con cái? Rồi anh sẽ làm con cái luôn, chứ nhiều người thắc mắc quá. Đó, nó sẽ làm tôn cái màu 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 màu, màu đen lên. Đâu cái con ruồi. Ồ, tao giỡn này. Mày. Ê nóng rồi nha, mới lạnh chứ. Thấy chưa? Thì màu trắng nó sẽ làm tôn cái màu đen lên, nhưng mà đừng có làm quá nhiều màu trắng trong cái bộ đeo, nó sẽ chiếm hết cái phần của cái màu đen thì nó sẽ không thể đẹp. Thì giống như mình đã nói rồi, giống như mình ừ đúng rồi, anh đẹp lắm, có nghĩa là anh mang cái gì cũng đẹp hết trơn, tại người đẹp sẵn rồi, mang cái gì nó cũng đẹp hết trơn. Khổ. Ok, bây giờ thì cũng nối tiếp cái màu trắng, mình sẽ làm cái màu này nó đi với cái màu đen luôn. Nó kế tiếp cái đã, xong rồi mình mới làm cái màu gold đi kế tiếp cái màu trắng. Đúng chưa? Để mình làm nổi cái màu đen lên trước đã. Bây giờ mình bạn làm lên cái màu 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 gold cũng được. Nó cũng được. Nó cũng đẹp thôi, nhưng mà mình muốn là đi với cái màu trắng trước. Để cho nó nối tiếp tục nối với cái màu đen, nó giống như cái này. Nó giống như cái này. Nó sẽ hòa nhịp hơn. Làm màu gold trước cũng được, nhưng mà nó không đẹp bằng, tại vì mình muốn nó xô một chút xíu màu trắng lên và nó tô đậm cái màu đen mình có lên nha. Nè, bây giờ mình bỏ cái màu trắng lên, mình bỏ cái màu trắng lên đây, bỏ cái màu trắng lên. Anh ơi, cho em hỏi màu đen đi với màu nào đẹp khi làm ombre? Khi làm ombre thì mình làm mình Mr. Burgundy đi, hay là màu đỏ, hay là màu đỏ, màu đỏ cũng được. Con người nói phá màu đi anh, pha màu chứ pha màu đi anh tìm. Thì bây giờ đó, từ cái pha màu được nãy nói rồi mà. Nè, bây giờ mình vuốt từ trên xuống để làm gì, để cho nó bằng nè, vuốt từ trên xuống để cho nó bằng với lại cái à nó bằng nhau, nó không bị lổm lổm đúng không? Mình lấy nhiều chút thì mình vuốt cho nó không bị lổm lổm đó, mình vuốt từ trên xuống cho nó không bị lổm lổm, cho nó thấy bằng nhau rồi thì bắt đầu bây giờ mình, ồ cái này mình lấy liquid đen mẹ không sao, lấy liquid trắng rồi. Thì bây giờ mình bỏ cái ngón kia, mình làm bàn tay kia đó, xong rồi nó vẫn chưa khô gì, bắt đầu mình tiết mục nối giảm với khách tiếp. Trong này là À go white tie black. đúng rồi, Go, yep. gold black and white đó. Ok, bây giờ thì bạn làm ở trên đầu này hay là nhọn ở trên đây hay nhọn ở chỗ này nó vẫn được nha, nó vẫn được. Nhưng theo mình đó thì hãy làm nhọn ở trên này đi xuống, là tại vì sao? Tại vì cái đường này trên cao nó đi xuống, trên cao nó đi xuống nó sẽ đẹp hơn. Lúc mà bạn cắt nhọn ở đây á thì nó cũng vẫn đẹp thôi, nhưng mà nó không, nó nhìn nó không nhọn, nó không có đi xuống, nó không có đẹp bằng. Cho nên là mình nhọn, mình chọn lúc nào mình chọn là mình nhọn ở trên đầu này, mình cắt xuống dưới này nó xòe ra nó sẽ đẹp hơn. Đó, mình cắt xuống như này, các bạn thấy chưa? Thì bây giờ nó sẽ xòe ra,
sẽ xòe ra. Hơi nhiều rồi, cắt chút nữa bạn, nếu mà các bạn thấy nhiều quá thì bạn cắt chút nữa đó. Nhớ là chờ bột cho nó khô một chút hãy cắt, cho cái đường line nó đẹp. Các bạn mà ướt quá bạn cắt các cái line nó không có được đẹp, là nó không có được thẳng, nó không được thẳng, nó đã bị nó chưa khô mà. Thì cái chỗ này cái tâm của mình nè, mình xài này nó có lõm lợ, có lõm thì mình cắt vô nên sẽ bị lõm. Cho nên chờ cho nó khô xong mình hãy làm. Sao không dùng sừng thần thánh để cắt? Cái này đâu dùng xài thằng cái sừng đó, đó được. Cái sừng đó khi nào mình muốn cho nó hơi cong thì mình hãy cắt cái sừng đó. Thì chút nữa mình sẽ chỉ các bạn làm cái này bằng cắt bằng cái sừng thần thánh của mình. Nghe không? Là cái design có nhiều người hỏi quá. Rồi, thấy chưa? Bây giờ mình làm những cái mình đã chỉ các bạn hết rồi. Nhưng quan trọng là các bạn làm sao để cho nó hòa nhập với nhau. Những cái design này mình đã chỉ hết rồi. Đúng chưa? Nhưng các bạn không biết làm sao để cho nó phối vô cho nó thành một cái bộ nail. Cho nên cái phối màu nó rất là quan trọng. Phối màu nó rất là quan trọng, còn đừng có rung nữa, rung quá. Cái phối màu nó rất là quan trọng. Bạn làm sao cho những cái design với nhau nó hòa luyện với nhau, nó hòa luyện với nhau. Chứ các bạn đừng có làm riêng rẽ ra tưởng đẹp lắm nhưng mà nó không có đẹp. Tại mình chưa có giỏi mà, đúng không? Ok, bây giờ xong cái, bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái design. Cái design này. Cái design này mà nhiều người hỏi qua luôn. Nhiều người hỏi qua luôn. Cái design này. Hãy lấy bột nhiều. Nhớ nha. Hãy lấy bột nhiều. Bột clear. Đắp nó lên. Lo hai bên. Kéo nó xuống. Cái này thì mình không có cần phải làm hết móng, tại cái này mình chút nữa mình cũng cắt à. Đó. Lo hai bên trên đầu. Lo hai bên. Xong rồi bây giờ đó mình mới lấy cái tip. Bây giờ mình mới lấy cái V cut. Này cái V cut này. Cái này cái V cut. Mình bỏ vô. V cut nè. Bỏ vô. Mình cắt nó đi. Cắt nó lên nha. Cắt nó lên. Thấy chưa? Mình cắt nó rồi cái gì? Xong. Mình lấy cây tăm. Cây tăm nè. Mình đo cái lai ca to chừng nào thì tùy ý mình. Mình cắt nó đi. Qua bên này mình cũng cắt nó đi. Mình đo cho nó bằng nhau nha. Và phải tâm điểm nha. Cắt nó. Thấy không? Thì bây giờ các bạn nhìn đi, nó ra một cái hình chữ V màu clear. Đúng chưa? Rồi bây giờ tiếp tục. Cái màu clear này nó sẽ ra cái chữ V clear. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái màu đen ở phía trên nha. Màu đen ở phía trên. Cái này là mình bày bạn thôi chứ mình, các bạn đừng có làm ngón cái nha, đừng có làm ngón cái design làm gì. Mà bây giờ mình thấy cái V này là thấy nó ngực ngực rồi đó, nó không có đi chung với cái ba cái điểm kia rồi đó, nhưng mà tại vì mình bày luôn trong cái tập này cho các bạn. Còn cái bộ kia thì mình nghĩ là làm màu đen thôi cũng đẹp nữa. Không cần design. Bỏ lớp màu đen. Thấy chưa? Xong rồi, lấy một cái màu đen nữa. Cũng y như vậy. Bỏ qua đây. Rồi, kéo nó lên. Kéo nó qua.
Có. Kêu nó qua. Nhớ tại cái tip của mình đã cắt đã đẹp rồi. Đã vũ đẹp rồi thì bây giờ mình cứ đi theo cái tip nha không? Mình cứ đi theo cái tip. Mình cứ đi theo cái tip. Mình tém hai bên đi theo cái tip không sao cả. Rồi chút nữa mình vũa nó sẽ ra cái vi tip. Cái vi clear, sorry, cái vi clear. Thấy không? Chúc mình vũa nha. Ủa nó mờ quá hả? Không coi lại xong nó mờ dữ vậy con. Con bật wifi lên được không? Wi-Fi nếu như mà trừ out ra là finish luôn. Ủa, chú Liên tắt wifi rồi mà ta. Coi bên nhiều bên kia thấy hơi mờ. Do mạng nữa nhưng mà mạng nãy giờ yếu rồi đâu mà quen đi có nghĩa bật là 3D mà thôi được rồi con nhìn này con quay rồi mà. Thì nó nhiều ra cái V-Line chưa? Xong rồi, qua bên này. Lại bên này nha. Ok, bây giờ đến màu gold nha. Màu đen là hết phận sự rồi đó. Màu đen là hết phận sự rồi. Thì bây giờ mình cắt cái màu đen đi. Khỏi để bảng lung tung. Thì giờ các bạn nhìn đi, cái bộ này bây giờ nó là màu đen chủ đạo. Chỉ là mình phối màu cho nó làm nổi bật cái bàn tay và nổi bật cái màu đen lên thôi. Chứ bây giờ mình nhìn vô mình vẫn thấy màu đen là chủ đạo mà đúng không? Nó vẫn là chủ đạo, nó không có làm gì quá. Cái này cũng quan trọng lắm nha, nó quan trọng thiệt á. Mình theo mình nghĩ là nó quan trọng thiệt á. Tại vì nhiều người không biết phối màu đó, nó ra kỳ lắm. Nó ra rất là kỳ, một bộ nail rất rất là kỳ. Mình nói thiệt luôn. Thì mình không có mà thì mà mình không có dèm ép ai hết cho mình xong rồi mình có nhiều người vô nó mình cái gì? Mình đừng có chê người ta để mình nói mình giỏi. Nó tôi đâu có chê đâu mấy bà nội ông nội khổ ghê, tôi chỉ nói thằng khàn khàn khi nào tôi chê, mục đích tôi chê tôi đưa một cái tên thẳng thừng ra tôi nói thì nó là chê. Còn bây giờ tôi nói chung chung có nghĩa nó không có phải là chê. Trời ơi. Thì có nói tiếp là có nhiều người người ta phối màu không có được đẹp thì thành ra cái bàn tay nó cũng không được đẹp nữa. Không thì đúng rồi, mấy bạn góp ý chân thành thì mình không có nói, nhưng mà các bạn có nhiều người các bạn có nhiều người góp ý không chân thành đó thì tất nhiên theo phản xạ thôi. Tôi chửi. Bởi vì nếu mà tôi không chửi là đâu có được. Nếu mà tôi không chửi bây giờ tôi mang áo đen tôi làm cha xứ mất tiêu rồi nha. Ok bây giờ để mình đến màu gold. Thì màu đen nó luôn luôn đi với màu gold và màu silver, hai màu chính. Và các bạn mà mấy bạn nhìn đó, ai bây giờ người ta giỏi hay người ta không giỏi gì đó, người ta cũng chọn cái màu gold, màu silver. Thì mình cũng hay là mình mới học thì mình nên đi theo người ta đi, thấy không? Mình bắt chước người ta đi. Thì nó là như vậy. Đừng có phối nhiều màu quá. Ok, bây giờ từ cái nhộn ở đây xòe xuống đây thì bây giờ mình hãy làm màu gold ở ở trên này, ở ở cái nhộn ở trên này xòe đi lên để cho nó ngược nhau, nó ngược nhau.
Nhọn đây, xòe xuống dưới. Thì bây giờ mình hãy làm nhọn đây, xòe lên trên. Hiểu không? Nó ngược với nhau, chứ đừng có đi thẳng xuống. Nó cũng đẹp thôi, nhưng mà ý là mình muốn cho nó, thì mình làm cái những cái gì mà tốt nhất và đẹp nhất. Đúng không? Bây giờ mình lấy màu gold. Cái màu gold này là mình mix cái màu xưa đến giờ rồi, cho nên mình phải xài một cái liquid khác nữa. Cái màu xưa đến giờ rồi, 4-5 năm rồi. Một hũ mà mình xài tới 4-5 năm. Ghê không? Thì tại lấy ít thôi. Lấy vừa đủ thôi, lấy gì nhiều. Thì bây giờ mình sẽ đi nhọn xòe lên. Đúng chưa? Mình đi nhọn, mình xòe hắn lên. Mình cắt từ nhọn đây. Để làm gì? Nó ngược với cái màu trắng. Nhìn nó sẽ là sắc sảo hơn là mình đi cùng một chiều. À, à cái này mình xài liquid coal. Nhưng mà tại vì cái này, tại mình làm hồi xưa đến giờ rồi, cho nên cái mix này là mình đã nói rồi, mình làm mình mix từ xưa đến giờ rồi, mình xài vẫn còn á, cho nên mình bây giờ mình phải giữ cái liquid coal đó mình xài. Chứ liquid ướt mình cũng không có, với lại mình mua liquid coal để mình làm cái bông 3D á. Ok, cũng là cái tâm nha. Đồ bây giờ mình nhắc vụ cái màn tôi mới tức á. Cái màn tức dễ sợ. Nghĩ răng á. Nó không, tùy với mình mix, chứ không phải là xài thì khô hay là ướt. Để mình cắt hết cái này để mình nói. Ok, bây giờ mình để từ nhọn để nó xòe lên trên. Mình cắt nó. À, thấy chưa? Mình cắt nó cho nó xòe lên trên. Nó ngược với cái màu trắng, sẽ nhìn nó đẹp hơn là mình đi cùng chiều với cái màu trắng nha. Cái glitter này á, mình tùy mình mix với lại liquid core, liquid ướt là do mình. Hiểu không? Là do mình bỏ glitter vô rồi mình bỏ glitter bột vô thì mình mix nó ra vậy. Hiểu không? Nó không có con gì khó hết trơn á. Đó. Thì bây giờ cái này nó nhìn nó thấy nó tôn lên được chưa? Nó vừa tôn màu trắng, nó vừa tôn màu đen và nó vừa tôn màu gô nữa, đúng không? Màu vàng nữa, đúng không? Thấy không? Bây giờ nhìn vô tất cả bộ móng nó vẫn là màu đen làm chủ đạo. Nha, nó vẫn là màu đen làm chủ đạo. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái màu gold lên cái lưới này. Màu gold lên cái lưới này. Đúng ra cái này mình làm clear cũng đẹp nữa, nhưng mà không sao. Mình bỏ gold cho nó đẹp hơn, chút nữa mình làm cái hoa cho nó đẹp hơn. Nè. Mình bỏ clear the gold lên cái này. Cho nó ăn xuống cái lưới. Cho nó ăn xuống cái lưới. Thấy không? Cho nó ăn xuống cái lưới. Rồi thì cái chỗ này mình làm cái gì nữa? Mình là quất cái màu đen nữa. Mình quất cái màu đen nữa. Tại vì mình đã nói trước rồi, màu gold cũng sẽ đi với màu đen. Thấy chưa? Mẹ con rùi. Màu gold cũng sẽ đi với màu đen. Nó luôn luôn là như vậy. Đẹp. Ok, bây giờ mình lấy màu đen mình tưởng nó hết rồi, mình dẹp mất tiêu. Ok, bên nó đây. Không sao.
Nghe. Bây giờ đó nó sẽ bỏ màu đen lên. Cho đây có ăn pizza. Dạ. Giỏi quá. Bây giờ em chở đi bộ supply. Đó, bây giờ mình bỏ vô cái màu đen. Rồi, thấy chưa? Nó sẽ tôn màu trắng vừa màu gold lên. Thấy không? Sorry em nghe chứ còn bây giờ mà anh nói tiếng Anh lên là càng không hiểu nữa. Đồ anh nói tiếng Anh lên là rối luôn. Là coi như là nói tiếng Anh lên là mấy bạn bị điên luôn bây giờ. Thà nói tiếng Việt chứ nói tiếng Anh là các bạn chết đi. Ok, bây giờ xong cái phần đắp bột. Bây giờ dũa xong nha. Xong hết rồi. Giờ dũa. Các bạn cố gắng nghe đi, tại vì mình nói đôi lúc mình nói nhiều quá đó, cũng hay là mình nói mà các bạn không hiểu đó, thì các bạn ngồi các bạn ngẫm lại nó sẽ đúng hay là sai. Là tại mình sẽ có cái cơ hội mình ngồi mình nghe. Có cần chạy máy không anh? Hả? Cái nào không cần phải em phần phải em chạy máy. Ồ mình là hot boy mà, mình là hot boy mà, mình đẹp lắm. Ngày xưa mình đẹp ghê lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi. Where are you now? Thì giống như đó các bạn, nói thiệt nha, các bạn không có thích mình thì các bạn đừng có coi, các bạn không có thích mình thì các bạn đừng có nghe. Giống như là mình không có thích Sơn Tùng thì mình không có cần biết là we don't thuộc về nhau, đúng không? We don't talk anymore. Mình không có cần phải nghe. Mình không có thích phim Hàn thì mình không có cần biết Hậu Duệ Mặt Trời là cái gì luôn. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Thế thì mình nghe có hai câu, mình thuộc hai câu rồi mình hát thôi. Mình không thích mà mình nghe làm gì cho nhức cái đầu. Rồi, cái foil go mua Amazon có mấy đồng thôi, về xài mấy ngàn bộ. Ok. Bây giờ dũa nha. Mình chỉ dũa ở trên thôi, tại vì lúc mà các bạn chấm bi rồi đó, các bạn chấm cái điểm để mình các bạn cắt rồi đó là nó đã thẳng rồi đúng không? Lấy cái bút mình chẳng rồi, bây giờ mình chỉ cần dũa hai bên thôi chứ mình đừng có đụng ở dưới cái tâm điểm của nó nữa làm cái gì? Tại cái tâm điểm của nó đã là nằm ngay chính giữa rồi. Chín chín sen thôi hả? Trời ơi rẻ dữ vậy. Mình mua mấy đồng. Hơi mắc. Mắc quá. Đó, bây giờ mình thấy cái chỗ nào không thẳng mình dũa thôi. Chỗ nào không thẳng mình dũa thôi, nhẹ nhàng và tình cảm. Đó. Khách nó thích. Nhưng mà mình nói thiệt mình chiều khách, nhưng mà có nhiều khách mình bà cà chớn quá mình cũng không có làm. Mấy anh chị làm chủ cũng nên vậy. Cái mẹ nó đúng. Mình lúc nào cái tánh mình cũng vậy. Rồi, nó đã thẳng chưa? Nó đã xéo chưa? Rồi, tiếp tục. Dũa móng làm sao à? Dũa móng á là mình phải dũa ở trên cái đầu này. Nè. Mình đi từ đây mình phải rao xuống đây rồi mình thẳng xuống đây. Chứ bạn đừng có dũa ở chỗ này không. Từ trên chỗ này nè.
bỏ nó kéo nó xuống cho nó cong, thả lỏng với chị, thả lỏng cái tay chứ. Đừng có gồng quá, căng thẳng hả, đang toát mồ hôi hả, đang căng thẳng hả, làm gì căng thẳng mẹ, khi mà tôi đuổi bà kia bà mới căng thẳng đó. Phải giũa ở trên đi xuống xong bên này đi thẳng, không có cong cong tại vì nó là móng nhọn, không có cong cong nha. Nè đó, coi thử nó nằm ở giữa chưa, đừng có đụng nó nữa. Quyên căng thẳng vì cho đạn nắm tay vậy. Thấy chưa, đừng có gồng, càng gồng thả lỏng. Nhớ cái lúc này á, là cái lúc mình nói chuyện với khách nè, cứ y như tôi mà nói. Mỹ đen á, thì nói giống Beyoncé, thấy không? Còn Mỹ trắng á, thì mình nói giống Megan Fox. Đó. Kệ nó giống ai, kệ nó, mình cứ nhắm vài ba người mình nói thôi. Ô mày, tao thích Britney Spears, mày giống Britney Spears quá. You're so beautiful. Cái là nó cho tiền thôi. Chút nữa nó khoái là nó cho, ôi trời ơi, 20, 30 là chuyện bình thường. Cái shirt của anh Tim today on time là shirt gì? Nhìn họ là cái tâm. Ủa cái tâm là cái gì vậy? Cái tâm, tâm chứ. Ngón tâm. Tâm. Ngón tâm đó hả? Ngón tâm. Đó, vui thôi. Thì các bạn mình sẽ làm, nói chung mình sẽ chỉ các bạn từng cấp từng cấp từng cấp, thì có nghĩa là các bạn học từng cái level, từng level từng level, nó sẽ giỏi hơn là các bạn vô các bạn tập vô bạn học mới đầu vô bạn học lên cấp 2 các bạn học ở đâu có được, các bạn phải học từ từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đúng không? Học mới lên. Tâm nè, tâm thì cũng là cái này luôn, tại hồi nãy mình lỡ rồi. Nè, cái ngón tâm của mình thì cũng là cái này nè. Nè, có phải không? Ngoài cái sếp, cái tâm, cái ngón tâm phải không? Đó. Xong. Xong. Bây giờ đó, bắt đầu mình mới quay lại nè, mình coi cái chỗ nào đều chưa? Đã thẳng chưa? Ngón nào thẳng, ngón nào không thẳng, ngón nào bên nào nhiều, bên nào ít. Bên nào nhiều, bên nào ít, bạn nhìn đi. Ví dụ nè, mình thấy cái ngón này là nó không có được, hai bên nó không có được đều nhau rồi nè. Cái ngón này, ngón này thì bên này nó không có đều rồi nè, nó không có đều với cái bên này rồi nè. Ngón này thì bên này nó là không có giống bên này. Thì bây giờ mình nhớ cái ngón này không có đều ở phía ngoài, quay tay nó lại, giũa nó vô. Thì cái bên này quay tay nó lại, giũa nó vô. Đó. Bây giờ quay nó lại, chị cầm em đi. Quay nó lại. À, ngón này hắn chưa nhọn đều thì mình giũa nó. Chưa có nhọn đều thì mình giũa đó. Bây giờ cái ngón này bằng nhau, ngón này bằng nhau, ngón này bằng nhau, ngón này theo mình thì nó không có đều xíu chỗ này, cho nên mình phải giũa một chút. Thấy không? Ok, bây giờ giũa.
Trumpian. Bây giờ mình dũa. Đó, mình dũa nè. Mình cứ đi từ từ nha. Nè, mình đi từ từ, mình đi từ từ, mình đi từ từ, mình lên. Mình đi bên này, đi từ từ. Đi, phải đi từ ngay chỗ cái tip này đi lên, qua tới ngay chỗ cái tip thiệt của người ta luôn. Nha, đừng có đi trên đầu này không nha. Đi, phải đi nè. Từ cái ngón thiệt của người ta, đi qua cái ngón thiệt của người ta luôn. Nè, đi phải đi từ cái tiếp móng thiệt luôn, từ cái chỗ này luôn. Móng thiệt người ta lúc mình cắt xuống là tới đây đúng không? Đi tới đây luôn. Bắt đầu mình dũa từ từ nhẹ nhẹ xuống. Dũa từ từ nhẹ nhẹ xuống. Dũa từ từ nhẹ nhẹ xuống. Xong. Thấy chưa? Con được không? Con muốn chú lên chút không? Đó. Xong một ngón, qua ngón này, dũa từ từ đi xuống, đi xuống. Nhớ bẻ tay người ta ra, lấy cái ngón cái của mình kéo tay người ta ra, chổng cái đầu mình tới, mình coi thử có đụng tay da người ta chưa. Cái mà hay bị cắt móng, cái cắt da người ta nhiều nhất là cái khúc này. Mình phải để cái khúc, cái đầu dũa nó thẳng với cái đường, cái cuticle của người ta. Nè, mình chạm vô đây thì nó không có cắt đúng không? Nè, mình chạm vô nó không có cắt này đúng không? Cho nên mình chúi dày song song. Nè, song song với lại da người ta, mình đi tới đây, tới khúc cái khúc mà quẹo đây thì mình cũng vậy, mình quẹo cái tay nhẹ, cái tay cục dũa xuống xíu. Rồi bắt đầu mình quẹo vô. Bắt đầu mình quẹo với cục dũa vô. Xong, sạch sẽ. Bắt đầu, tại vì mình đắp đẹp rồi thì mình dũa nó ít thôi, mình không có cần phải dũa nhiều. Đó. Cái lúc mà mình dũa đó, mình dũa thì mình hãy lấy cái máy hút bụi hồi nãy mà mình chỉ đó, chúi nó xuống, dũa cho nó sạch sẽ. Cái bàn không phải dơ nữa. Đỡ dơ hơn thôi chứ không phải gì hết trơn á. Đẹp quá nha hả? Đụng mình thì đẹp xưa đến giờ rồi, nó nail hay là nó mình? Mình thì đẹp hồi xưa đến giờ rồi, mình biết đó điều đó luôn, chắc chắn luôn. Thấy không? Đó, bây giờ mình dũa nhẹ. Thôi giỡn thôi chứ mình không có chọc với cô Thảo Nguyễn đó, đừng có chọc cổ. Đủ cô chọc cổ là cổ mẹ cổ hú như tặc văn á, cổ ở trên núi mà kéo 500 anh em xuống là mệt. Mình cũng hơi khổ. Giỡn thôi nghe mấy ông nội. Mấy ông nội đừng vô ném đá đẹp với xấu tôi nghe. Tôi giỡn thôi. Rồi bây giờ nó sẽ ra cái lưới. Wow, cái lưới đẹp quá đúng không? Tại màu đen thường nó đi với màu gold. Nó là như vậy. Đúng chưa? Tại vì mình làm cái lưới này á, là mình để làm chi? Để chút mình làm cái hoa lên nó không có bị mờ tịt. Đúng không? Mình làm cái lưới này là để cho mình chút mình làm cái hoa 3D á, thì nó nhìn vô nó rất là hài hòa, nó rất là điềm tĩnh. Là tại vì mình không biết làm hoa nhiều. Người ta làm hoa nhiều đó, mấy bạn không biết á, thì các bạn đừng có làm hoa nhiều. Chỉ cần một cái thôi. Đừng có lá, cành, bông, búa, xùm, sạn trong đó. Tại vì các bạn làm không có đẹp. Mình hãy làm một cái hoa nhẹ nhàng thôi. Nhìn đơn giản, sạch sẽ, tinh tế. Một bộ nail.
Còn hơn các bạn làm design nhiều quá đi, các bạn làm không có tinh tế, các bạn làm hoa đẹp, các bạn làm lá nó không có hợp thì nó cũng vậy. Tùy lúc, tùy nơi lá nó nằm sao, nó nằm tại đâu và màu nào sẽ hợp với cái lá. Cái lá thường cái màu xanh, nhưng tự nhiên cái bộ răng đeo vậy mà quất cái lá màu xanh vô là chết tôi rồi, đúng không? Lúc mà làm cái lá màu xanh nó là cái tay của người ta phải nổi, cái bàn, cái ngón tay người ta phải màu nổi, mình hãy đi lá màu xanh, tại vì nhìn vô là nó hòa với nhau, nó là cái kiểu như màu xanh rồi hoa màu vàng, lá màu xanh hoa màu vàng, móng tay màu hồng, thấy chưa? Đó thì nó sẽ là nó hòa với nhau. Còn bây giờ cái màu dày mà tụi mình quất cái lá màu xanh vô là mình chết luôn nguyên một bộ, trong khi mình làm không có đẹp nữa, đúng không? Anh Kim ơi, sao em giữa cuticle hồi mà cũng không được tròn cái sắc vậy anh? Ok, mình bị là bày lại. Máy chạy nhẹ nhàng đi một đường, xong rồi nhìn cái đường đó mình hãy kế tiếp một đường, mình nối cái đường của mình đó, mình nối cái đường của mình nối cái đường của mình nối cái đường của mình, xong rồi mình nhìn lại nó đã tròn chưa, cái chỗ nào mà nó nhô lên hay là chỗ nào nó tụt xuống, chỗ nào nhô lên thì mình bỏ, mình vuỗ lại cái chỗ đó. Mình vuỗ lại chỗ đó, mình cũng vậy thôi chứ đừng nói gì mình không phải, mình bỏ vô mình sạc 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 vậy đâu nghe, mình bỏ vô mình vuỗ nè, cái bột màu các cái khác rất là vụa, khó vụa, cho nên mình bỏ, mình từ từ mình vụa, mình nhìn lại coi thử hắn đã tròn chưa. Hắn tròn rồi thì mình hãy đi chỗ khác, nhưng mà không tròn bắt đầu mình vụa tiếp. Nà, cái chỗ này mà dính dính xíu màu đen này mình phải chơi tiếp cho nó tròn đi, cho nó tròn đi ha. Đó giờ thẳng rồi gì qua ngon tiếp món này. Mình vuỗ từ từ, mình cố vuỗ phải giữ nè, phải giữ cái ngón tay làm một cái điểm trụ, làm một cái điểm trụ để cho cái tay mình không có bị run, mình không có bị run, mình sẽ đi một cái đường cho nó đàng hoàng hơn và sạch sẽ hơn nè. Giữ một cái điểm trụ làm trụ và đi, thả lỏng tay, tôi cắt bà rồi bà la làng nữa bây giờ. Nè, đi từ từ. Nói cho khách mà ăn cứng tay quá mình cũng phải vậy, nói nó thả lỏng, mà còn nếu mà không thả lỏng thì mình hãy đi theo cái của mình, làm thả lỏng. Có người không được á thì mình cố mình chồm tới, hay là mình làm mình chồm tay, hay mình làm cái gì, chứ mình đừng có ngồi chỗ, tại nhiều người người ta không có thả lỏng tay được á, kỳ lắm, nhiều người người ta không có lỏng tay được. Clean từ cái móng này, dũa là phải từ ngay chỗ cái móng thịt người ta này, ví dụ móng thịt người ta tới đây cái gì mình phải dũa tới từ đó luôn, là tại vì lúc mình gián tiếp đó, nó không có được đều, mình dũa nó không có được đều thì mình phải dũa lại máy cho nó đều đó. Ok, bây giờ nhìn đi thì còn ngón cái nữa, quay tìm cái nữa. Đó, bây giờ mình giũa ngón cái nè. Đó, mình phải đi theo cái độ cong của nó. Banh cái này ra, lấy cái tay, banh nó ra, lấy cái ngón cái, banh nó ra, lấy cái này, banh nó ra. Xong rồi mình để xong, mình để cái đầu giũa cho nó chuối với cái da, song song với cái da nè. Mình đi. Ngọt ngào, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Không, mình đâu có vũ nhiều đâu, mình vũ nhẹ nhàng lắm, không bao giờ nó nóng hết trơn á, mình vũ nhẹ nhàng lắm. Đầu vũ của anh có sắc lắm không? Không, đầu vũ mình rất là đùi, mình xài mấy năm rồi mà. Mình chỉ phơi phới cho nó bay hết mấy cái bột dính dơ đi.
phơi phới thôi. Mình nhìn cho nó láng, mình nhìn nè, mình coi coi, mình quay lại mình coi thử có đủ độ cong chưa. Nè, nó đủ độ cong chưa, có đẹp chưa? Đó, đủ độ cong rồi thì mình dũa cho nó láng thôi. Mình dũa cho nó láng nè. Không cần nha. Mấy người mà đè xuống mà kêu rác rác như vậy là coi lại, là tại vì mình đắp nó không có được đẹp, mình phải dũa, mình phải đè xuống cho nên nó kêu rác rác rác. Dũa mà mình có mấy người thợ đó, có thợ vô đó dũa mà mình ở đây ngồi mình nghe gì. Cái gì mà rác 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 là sai rồi, học lại nha. Nè, phơi phới phía trên thôi. Phơi phới phía trên thôi. Cái lúc này đó mình nhớ bật cái máy hút bụi lên cho nó bay bụi. Cái đó tốt, mình khuyên các bạn nên xài. Đó. Không có sợ, dũa là không có sợ. Tại vì các bạn càng sợ nó càng bị chảy máu. Nhưng mà chảy máu không có sao hết trơn á. Chảy máu thì bạn những đồ bạn cười hắn chút thôi, bằng cái ô chu cha máu mày đẹp quá. Không có sao hết trơn á. Máu, chảy máu thì mà bình thường, không gì hết trơn, phải lo hết trơn á. Máy hiệu gì anh? Cái máy này thiệt ra mình không có nói các bạn được rồi, tại vì cái máy này mình mới xài thôi à. Các bạn đừng có mới xài, nhưng mà mình lại thích cái đạp hơn. Nhưng mà tiệm tại mình sắp mở một cái tiệm mới cho nên mình phải cần xài cái này, tại cho nó êm dịu mà nó sạch sẽ hơn. Đó, ok, bây giờ mình quét gel lên cho các bạn coi. Nếu lần sau khách quay lại để fill thì phải làm như thế nào? Ok, fill cái này thì dũa hết súng thôi. Ok, bây giờ đó, dũa nó hết súng rồi fill thôi. Cái buffer này nữa đó mới là quan trọng nữa nè. Cái nhiều người á, người ta nghĩ cái buffer này quan trọng ghê lắm. Mình giống hai người bạn ấy đó. Cái hai người bạn của mình á, buffer, một cái buffer chỉ có hai cái thôi, là bỏ một cái buffer. Nhưng mà cái đó nó không có đúng. Mẹ, hai cái mà bỏ. Bây giờ mình dũa đẹp rồi ấy, thì mình cần buff nhẹ thôi cho nó sạch thôi. Nó sạch thôi. Chứ còn mà cái độ bám của nó để làm cho nó bằng đi cái bột và cái bạn dũa không có mướt á thì nó không có nhiều. Có nghĩa là một cái dũa này các bạn chỉ dũa đúng 3 lần rồi nó sẽ không có quất nhiều nữa. Cho nên các bạn nên dũa cho nó mướt mà đẹp rồi buffer 1 2 3 xong. 1 2 3 xong. Không có bỏ vô. Mẹ làm như đánh giày á. Không cần bỏ 2 3 xong. Tại mình đã dũa đẹp rồi. Còn cái người ta mà dũa không đẹp, người ta bại bỏ vô là để làm chi? Để cho nó láng đó. Đúng không? Nhưng mà thực ra nó không có quất nhiều đâu nha. Cái này nó không có quất nhiều đâu nha. Nó sẽ cũng láng nhưng mà với cái buffer mới thiệt là mới thôi. Còn cũ nó không có láng nha. Có người nói là anh ơi, nếu làm ke thì không cần phải rửa lại đâu. Hả? Nếu làm ke thì không cần phải rửa lại đâu. Kéo lên. Tại ba người Trung Quốc. Yep. Kéo. À, máy hút bụi em mua đâu vậy? À, máy hút bụi hình như là hình như là cái nail shop hình như cũng có bán nơi á, cái nailshop.com nó cái nail shop mình đăng live này cũng có bán nơi á, mà giá cũng rẻ. Cái máy hút bụi nó tốt lắm á, mình nghĩ mình nên xài đi. Tại vì sao, cái nó không có bay vô mặt mình nữa, mà nó bay lên trên nó không có bay vô mắt mình nữa, mà nó giữ tiệm mình sạch sẽ nữa. Sao em làm xong tay khách mà bột dính đầy trên tay vậy anh? Là tại vì mình đắp, mình bỏ, mình chập nhiều quá đó. Đừng có chập nhiều. Mình bỏ lên đây cái mình kéo thôi. Hiểu không? Mình kéo hai bên dính lên chút cũng không sao. Mình lấy cái nước cho nó sạch chút không sao. Chứ các bạn đừng có chập nhiều. Chập bắn lên tới cái cọ, bắn lên tới cái tay người ta nè. Là nó dính nhiều mà cái màu đen là nó dơ nữa. Người ta rửa phải 3-4 lần mới ra. Một cái bao nhiêu anh? Cho em nhìn một chút được không? Đây này, em con. Cái này nó
này nó không có mắc đâu, nhưng mà nó tốt nên xài. Thôi được rồi con. Top coat gel loại nào không bị căng móng anh? Diamond Collection. Top coat gel Diamond Collection. Nó không nó sáng giữ lâu, người ta quay lại nó vẫn còn sáng. Mà đặc biệt quan trọng là nó rẻ. À trời ơi. Gel top nào không bị vàng? Diamond Collection. Để anh xuống lấy anh đưa cho coi. Thì nó đẹp. Mà nó sáng mà nó không có bị vàng móng khi người ta quay lại. Mà nó giữ độ sáng cũng đẹp lắm. Mình mua nó rẻ lắm, mua có đâu có 40 mình xài mẹ. Hồi không hết. Thì bây giờ đó, lúc mình quét cái ngón cái rồi nha, thì mình phải quay lại cái ngón này, tại vì cái bàn tay người ta sẽ đưa qua vậy để mình quay ngón, mình sờ ngón cái đúng không? Đúng chưa? Thì bây giờ mình là nước cái gel nó sẽ bị đổ về bên tay phải của mình. Quay lại. Chưa? Quay lại, quét lại. Quét lại. Quét bên phải lại. Quét bên phải lại. À, tại vì bây giờ mình đã dũa đẹp rồi mà bây giờ mình để cái top coat của hắn làm mất đi cái shape của mình tức lắm. Cho nên mình quét cái xong này xong, hãy quay lại bên này. Quẹt lại. Tại vì mình làm vậy nè, là cái top coat đổ ra đúng không? Phải quay lại, quẹt lại. Đừng bây giờ cái phải quay lại, đừng có làm biến, tại vì mình làm hắn đẹp mà tự nhiên mình làm bây giờ nó bị. Oh, mẹ cái. Chút nhớ nhắc liền gắm vô lại. Đụng rồi hả? Đụng chưa? Đụng chưa là bà sửa luôn, tự sửa luôn đó nghe. Thôi được rồi, bỏ đại đi. Hết giờ rồi. Top coat clean hay là không clean? Không clean. Không clean. Clean cầm đi. Có dạ dạ. Bây giờ nè. Con được thấy chưa? Yes. Diamond Collection. Cái này rẻ. Không có mắc. Nha. Mà nó sáng. Sáng không vàng. Giữ sáng lâu. Mà quan trọng là rẻ. Mình mua có mấy chục à? Vậy, có 4, vậy 50. Sao anh không quẹt ngón cái trước khi ngón út? Thì ngón cái lại đổ. Thì ngón cái cũng đổ. Nhưng mà cũng nói vậy cũng đúng. Nhưng mà tại mình làm lúc nào mình cũng làm sơn. Mình cũng bắt đầu từ đây mình đi qua nó quen rồi. Đi qua nó quen rồi cho nên nó không có. Sam bỏ top lên màu trắng. Nó bị vàng vậy anh. Cái lotion màu hồng á, lotion gì? Chợt cho có duyên nè. Được rồi. Nói chuyện một chuyện. Dạ lô có gì? Đó, bây giờ các bạn nhìn đã đẹp chưa? Cái lotion màu hồng đó là này. Cái mùi của nó là giống không phải mùi của nó là mùi ổi. Không, không xin treo được nha. Bây giờ mình quay lại nè, mình nhìn cái đã đẹp chưa? Đó, bây giờ đó, muốn đẹp hơn đó thì mình hãy làm một cái hoa nó nằm ở đây. Cái hoa nhẹ nhàng nó nằm ở đây. Đúng không? Đúng chưa? Còn không á, mình làm sao? Mình bỏ một cái đai mình nhỏ nhỏ chỗ này. Thôi được rồi, để chị cầm đi con. Nhỏ nhỏ chỗ này cho nó đẹp. Làm cái hoa chỗ này, bây giờ mình làm cái hoa chỗ này nha. Cho nhìn nó cái bàn tay nó nhẹ nhàng hơn, nó feel hơn, nó cưng hơn. Nha. Thì mình làm một cái clip đó cho các bạn, nó rất là dài mà nó rất là lâu. Để làm gì? Để cho cái những người coi lại người ta sẽ hiểu được là như thế nào và như thế nào. Tại vì những cái người các bạn coi bây giờ là các bạn đã là những cái người biết làm
rồi nhưng mà chưa có sắc sảo, chưa có bán, đúng không? Cho mình làm cho các bạn từ từ để những người coi sau người ta enjoy hơn và người ta sẽ coi mình nhiều hơn, là lý do đó mình sẽ nói nhiều mà nói sao cho các bạn hiểu mới là quan trọng. Nó vấn đề nó quan trọng. Nhìn lại bây giờ trơn trượt quá, đúng không? Nó quá là trơn trượt đi. Thấy chưa? Cho nó cái hoa chỗ này. Ok. Giờ xài 3D thì rõ hơn nữa. Xài cái wifi nó yếu quá. Nãy chú Liên tắt quá 3D rồi mà đang chú Liên quay. Mình dễ sợ. Nè giấy. Xài một xíu thôi nha. Đỡ tốn giấy. Không cần phải xài nhiều, xài một xíu thôi. Bị vàng do cái top nó dở đó. Ok, bây giờ mình sẽ lấy, mình cũng làm. Mình có cái hay cái là mình nói thiệt luôn, mình không gì phải giỏi hết trơn á, nhưng mà mình có cái hay cái khi mình làm cái loại hoa nào, mình làm bột nào nó cũng ra một cái hoa hết trơn á. Chứ mình không có cần thiết phải Bây giờ mình quét gel rồi xong hết rồi gì? Bây giờ mình làm cái hoa nhẹ nhàng, nhìn quay gần gần chút nha chị. Cái hoa này nè dễ lắm, lấy liquid khô hơi nhiều, lấy một chút xíu thôi, tại vì cái hoa cái móng tay người ta ít thì mình lấy chút xíu thôi. Mình để cái góc bên phải trước nha, góc bên phải trước, tại mình thiện tay thuận tay nào thì mình làm tới đó trước thôi, để mình lấy cái tâm điểm đó mà mình đi mấy cái cánh bề sát bên. Ok, bây giờ mình phải đè nó ra nè, quay chập nó ra, kéo nó ra, kéo nó ra, kéo nó ra, xong rồi mình vút nhọn một cái cho nó thành cái lá. Nói quá nó khô luôn rồi. Đó, vút nhọn nó ra cho nó thành một cái cành quen cái lá, cho nó một cái cành hoa nha. Đè nó ra cho nó có cành hoa. Xong rồi đó, dỡ dỡ cái này lên cho nó dễ thương chút, dỡ dỡ lên chút đó, dỡ dỡ lên chút thôi, dỡ dỡ lên chút. Xong rồi mình có một cái cành hoa ngay chỗ tâm điểm rồi, mình biết nó sẽ đi đâu và về đâu rồi. Gì mình làm 3 cành thôi là tại vì mình không có giỏi, cho nên mình đừng có làm nhiều, mình đừng có làm nhiều mà nó không ra cái hoa. Mình làm chỉ 3 cành thôi là ra cánh hoa, 3 cánh thôi là ra một cái hoa nè. Xong rồi mình lấy cái cành này mình sẽ bỏ đây, mình đè lên cái cành cũ một chút xíu, mình chập nó ra, mình chập nó ra, mình đè lên cái cành cũ một chút xíu. Cánh. Hả? Cánh. À cái cánh, mẹ cành khang. Cái cánh một chút xíu. Đó, mình đè lên một chút xíu. Mình chập nó ra cái gì? Mình chập nó ra nè, mình ra nè, đó. Đó. Mình chập nó ra. Chập nó ra, xong rồi mình kéo nó nhậu một chút xíu để nó ra cái lá. Mình kéo cho nhung nhỏ ra cái cánh. Đó. Thấy chưa? Là nó là cái thứ hai. Ok, bây giờ mình làm cái thứ ba. Đừng bao giờ làm quá. Đừng bao giờ, tại vì mình không biết làm mà. Mình làm nhiều cánh làm gì? Bây giờ mình làm 3 cánh cũng ra nữa. Bây giờ tại mình biết làm thì mình làm 4 6 cánh cũng ra cái hoa, mà 7 cánh cũng ra cái hoa, mà 8 cánh cành cũng ra cái hoa. Bỏ đây một cục nữa. Nhưng mà mình không biết thì mình nên mua làm 3 cánh thôi.
thì mình nói rồi đó, mình làm bột nào mình làm cũng được hết trơn á. Khổ vậy chứ phải. Đó, bây giờ cái cánh này nó sẽ đè lên hai cái cánh cũ. Cánh này mình chập làm sao cho nó đè lên hai cái cánh cũ. Xong rồi đó mình kéo nó nhọn nhọn ra. Mình đè lên hai cánh cũ, mình chập cho nó rộng ra. Rồi mình kéo cho nó nhọn nhọn ra. Mình dở dở nó lên một chút xíu. Đó, dở dở nó lên chút xíu cho nó đẹp. Đó, chỏng chỏng lên chút xíu cho nó thành cái cánh. Rồi, bây giờ nó đã ra cái hoa. Đúng chưa? Giờ chung nếu mà cảm thấy chưa ra cái hoa thì bỏ nhụy lên. Nhụy hoa cho nó xinh xinh. Bây giờ mình phải bỏ nhụy là mình lấy cái gô mình bỏ để cho nó cùng màu đó, hiểu không? Đó, một cục. Hai cục ở đây. Ba cục ở đây. Rồi, xong. Nè. Ừ, bột đắp hoa mình đắp cũng đắp cái bột thường mình đắp. Nhưng mà mình phải xài liquid mà liquid khô á, mình đừng xài liquid ướt, tại liquid ướt nó bỏ xuống rồi nó chảy á, rồi mình khó làm, mình phải chờ cho nó khô. Hiểu không? Thế nên mình phải xài liquid khô mình làm cái hoa. Thì bây giờ mình nhìn lại đi. Ok, quay lại thẳng vô một chút chị. Thẳng vô một chút. Đó. Ok. Bây giờ nó đã xinh chưa? Đó, nó rất là xinh. Nhưng cái quan trọng hôm nay mình làm nó là cái gì? Cái quan trọng hôm nay là mình làm màu sáng và màu tối nó sáng lên. Nhìn vô cái bộ tay vẫn là màu đen làm chủ đạo. Nó vẫn là màu đen làm chủ đạo. Nhưng mình design làm sao cho cái bộ nail nó hiền hòa và nó hợp với màu đen hơn. Chứ bây giờ mà màu đen mà các bạn quất màu khác lên là nó xấu liền. Khó lắm. Khó làm lắm, người ta làm được. Nhưng mình làm chưa có được. Mình chưa có tới cái mức độ đó và cái level đó. Thấy chưa? Giống như mình. Mình đẹp, mình mang cái gì cũng được. Còn người ta không đẹp, người ta mang thì tất nhiên xấu rồi. Giỡn thôi nha. Rồi bây giờ các bạn có câu hỏi gì nữa không? Để mình đọc lại nha. Có câu hỏi gì không các bạn? Thấy chưa? Các bạn nhìn rõ không? Rõ không? Cưng không? Cưng lắm luôn, cưng lắm luôn. Là tại vì mình không có cần, không phải là mình làm giỏi hay là mình dũa giỏi mà mình nhìn nó đẹp. Cái quan trọng là màu mình phối đẹp. Cái đó, cái dáng màu vàng thì mình bạn coi lại nha, bạn coi lại từ đầu nha. Rồi không có hỏi gì nữa thì chắc cũng quá thời gian rồi. Đồ anh đẹp lắm, anh đẹp trai lắm em ơi. Đồ em coi mất công em ghiền, em về em bỏ chồng em nữa. Rồi, thank you. Chương mục nói nhảm bắt đầu. Vậy là bạn nhìn không có kỹ rồi. Lúc mình dũa đó, ok, để mình nói cho nghe. Mình có cái viết đây. Ok, các bạn đưa cái dũa đó
đưa cái dũa nè, đưa cái dũa nè, một đường lai đây gì, mình phải nối tiếp cái đường lai này, phải nối tiếp cái đường lai này, 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 đó phải cố gắng làm cho hắn nối tiếp, chứ đừng dũa đây, xong rồi các bạn chạy xuống đây bằng dũa, bạn chạy xuống đây bằng dũa là nó sẽ thấy cái đường lai. À nhớ nha, muốn cho nó sơn đẹp thì nằm đây xong đi kế tiếp cái đường lai, nằm đây kế tiếp đường lai, nằm đây, tại cái lai này nó nhỏ nhưng mà thực ra lúc mình bạn bỏ cái dũa nó sẽ nằm là như vậy, nó sẽ là như vậy đó, cái đường lai nó sẽ như vậy nha. Đó rồi, thank you. Bây giờ mình miss màu nữa. Bây giờ các mình chỉ các bạn miss màu nha. Cái miss màu thì mình cho chỉ các bạn miss màu. Hai màu quan trọng. Màu hồi nãy mình dơ rồi đó. Ồ, hồi nãy mình bày rồi mà. Nãy mình chỉ rồi. Thôi, hồi nãy mình chỉ rồi, mình quen. Tính mình máu quen già rồi. Bây giờ chương mục nói nhảm, ai không có muốn nghe thì không có nghe. Tại mình hồi đó mình cũng không thích sơn tùng thì mình không có nói don't talk anymore, mình không có nghe. Hay là we don't thuộc về nhau, mình không có nghe. Mình không thích phim Hàn, mình không có coi Hậu Vệ Mặt Trời. Rảnh cho vui, đúng rồi, bỏ đi nha. Nhưng cái tập vừa rồi mình nói hơi quá với mấy cô mấy chú ở chủ đó, mình cũng cảm thấy là mấy cô mấy chú chửi quá trời. Nhưng mấy cô mấy chú cũng vẫn là yên tâm, mình vẫn giữ cái quan điểm của mình là bỏ đi nha. Hát nữa hả? Vẫn chơi hồi thiệt. Thôi bữa khác mình hát cho nghe. Bữa khác mình hát cho nghe. Thank you. Bây giờ có ai hỏi gì không? Miss Ball, Burgundy, Grey, mình nói rồi đó. Miss Ball cũng vậy. Bây giờ nè, chỉ một yếu tố thôi. Nghe, một yếu tố thôi. Màu trắng nó sẽ làm chủ đạo. Bạn mua bất cứ cái loại nào về mix màu trắng vô thì nó thành nhiều ra màu đẹp hơn, tươi hơn. Bất kể cái loại làm 3D nào, cứ mix với màu trắng mình đang xài, quậy nó lên, nó sẽ ra một cái màu rất là tươi, rất là đẹp. Làm thôi. Mình chưa có mở cửa. Đi làm sớm để mình chỉ mọi người rồi mình mới mở cửa. À đúng rồi. Thôi bỏ đi. Chứ bây giờ mà anh mà chửi nữa, chủ nó lên vô nó la làng anh nữa. Vô chửi tài le nó... Thôi kệ mẹ, nó nghỉ luôn đi. Chủ mà bà điên, nghỉ luôn đi. Nghỉ đi chứ mình làm gì nhức đầu. Yes, thank you. Mình sẽ gặp tập cái ông nội Phước có xử tôi chửi Khang nha. Mẹ xử tôi chửi rồi người ta chửi tôi. Tuần sau á thì mình tiệm mình ở Colorado, tiệm mình thì vui lắm. Nhớ, tiệm mình 9 người, không có người nào biết làm nail. Thì bây giờ mình sẽ 8 người không biết làm nail, thì bây giờ mình sẽ kêu người đó tới. Bây giờ
tới làm nail cho mình đi, mình chỉ, mình dạy. Tại mình nhắm được cái người đó là người ta làm tốt. Thì mình kêu 8 người không biết làm nail, hoàn toàn không biết làm nail, mình sẽ đào tạo 8 người đó. Bây giờ 8 người đó trong tiệm mình, 9 người thì có quyền ra mở 9 tiệm. Colorado Spring. Nhớ nha. Rồi, thank you. Thank you mấy bạn. Thank you các bạn theo dõi. Rồi, tuần sau mình sẽ làm một bộ nó cao hơn một chút xíu. Và bây giờ đã hết phần một phối màu. Bây giờ cho con quay John Buffalo tụi mình. Toàn là Buffalo John không à. Rồi, các bạn có hỏi gì nữa không? Hôm nay không chửi. Bỏ đi nha. Bỏ đi. Ấy da, thank you. Vậy mình tắt, mình các bạn coi đông quá mình cũng không tắt được nữa. Làm đi Út. Mình hai vợ bốn con rồi. Thì các bạn nào muốn học quá thì mình sẽ mở một cái lớp, mình sẽ dạy cho các bạn. Xong rồi đó, cái số tiền mà các bạn muốn đóng góp á, mình sẽ cho một cái nhà thờ. Nó hay hơn là mình lấy tiền. Mình sẽ mở một cái lớp khoảng mấy chục người, mình sẽ nâng cao tay nghề các bạn lên. Bảo đảm với các bạn sẽ nâng cao tay nghề. Thank you. À, đúng rồi. Yeah. Mình phải làm như vậy. 9 người ở trong tiệm nail mình không có ai biết làm nail. Mình kêu vô, mình bày, mình cho người ta làm. Cuối cùng người ta ra làm một cái chiến binh. Đúng không? Chiến binh đó mình đi chia nhau, mình đi đánh. Chia nhau đi đánh. Nam nữ chị nhận hết, không có. Tại vì nam nó thiệt ra nam nó nhập học nhanh hơn nữ. Yeah, mình sẽ mở một cái lớp học và mình sẽ để cái thùng tiền cho các bạn, cho tiền cái nhà thờ đó bao nhiêu thì cho. Nhà thờ Việt Nam tội lắm. Người ta không có, người ta đi nhà thờ mà người ta bị người ta ngồi ngoài không đó. Người ta không có cái nhà thờ đó, không có ghế để ngồi đó. Mình lấy cái số tiền đó mình mua ghế cho người ta hay hơn, đúng không? Không, cái đó mình nói đúng, mình nói thiệt. Cái lúc mà cái vô căn bản đó, sơn cắt da nữ nó nhanh hơn nam. Nhưng sau này đó là học bột đó, nam nó sẽ nhanh hơn nữ. Tại nam nó dạng hơn. Nữ người ta không có dám dũa. Nam người ta dám bỏ tay vô cắt máu, cắt đồ bình thường không sao hết. Nữ thì sợ.
không? Sợ không có cắt. Trời ơi, anh không có sợ. Tại vì mỗi người lần anh kêu vô đó thì anh đã biết là người ta như thế nào. Còn mình biết cảm thấy người ta không tốt đó, mình đuổi nó đi. Đi đi, không có làm. Tại vì mình nói chuyện người ta mà thấy vô, mà ví dụ như dành con khách, bắt đầu nói, bắt đầu mét. À, dành con khách, dành hai con khách. Bà nghỉ luôn đi, bà đừng có làm nữa, kệ nó đi. Tất cả làm chủ không có sợ khổ, sướng lắm. Làm xong đi về thợ nó dọn dẹp, mình làm cái gì? Mình làm chủ mà, mình bỏ tiền ra mình chủ mà. Mình đi về mình chỉ vui vẻ với nó làm hết. Miễn sao mình sống với nó hòa đồng thì nó hòa đồng với mình. Dạ, mình ở Đà Nẵng. Mình nghĩ là tháng 10 mình sẽ mở lớp, mình sẽ lấy cái số tiền đó. Các bạn muốn cho bao nhiêu thì cho, nhưng cái lớp này là cái lớp nâng cao tay nghề, còn cái lớp căn bản các bạn không thể học thời gian ngắn được. Cái lớp nâng cao tay nghề thì mình bảo đảm với các bạn học cái lớp của mình xong rồi đó, các bạn về làm giỏi hơn rất là nhiều. Còn mà học căn bản đó thì lâu lắm. Phải ở cái tiệm nào đó mình vừa làm vừa học 2-3 tháng lận. Cali đi nha. Cali đi. Thì cái nào đáng mình làm thôi, còn cái nào không đáng mình nhường thợ mình làm chứ, tự nhiên mình làm hết rồi thợ lấy đâu ăn. Trời ơi. Thì cho thợ làm với chứ. Hả? Hỏi gì mình không có thấy. Nhất là gái xinh. Đúng rồi, Cali mình không có nói được. Cái Cali nó mình xin lỗi chứ. Mẹ, Cali gì mà hạ giá là mình thấy là không vui rồi. Qua hết đây, muốn thì qua hết đây. Có gì muốn qua thì inbox mình đi. Dạ, yeah. Cali mấy ngày à? Chắc 2-3 ngày à? 3 ngày thôi cũng được rồi. 2 ngày cũng được. 3 ngày, tại mình nâng cao tay nghề mà. Nâng cao tay nghề. Tại Cali nó đời sống nó tranh giành nhau quá thì mình khó sống. Mình không có thể nào mình bu theo những cái người nguy hiểm đó được. Cái người ta quá nguy hiểm đi, mình làm mình bu theo là mình chết rồi. Hawaii mát, dễ chịu. Mình ở đó mấy năm. Làm dễ chịu. Ăn ở thì mình tập trung nhau, mình ở một cái phòng thôi, đâu có gì đâu. Gái trai ngủ nguyên một phòng. Đi Vegas đi. Cái đó mình nói tập trước rồi. Người Việt với người Việt là chém giết nhau thôi. Dạ, yeah, mình không có nói được. Tại cái đó mình nói thì nó đâm ra cái chỗ mình chê Cali không phải. Nhưng mà tại vì người ta mở tiệm rồi, người ta cứ nghĩ là hạ giá sẽ có khách tới. Đúng, cái đó cũng dính líu một chút. Nhưng nó không có thực chất là an toàn cho mình. Tại vì
mình hạ giá đó, người ta tới khách mà thèm cái giá thấp á, có nghĩa là cái con người của nó thấp, cái con người suy nghĩ của nó thấp, nó sẽ thấy cái giá thấp nó sẽ vô nó làm, thì mình sẽ nhận được một cái khách, lượng khách rất là thấp, cái thấp về cái suy nghĩ, sắp thấp về cái đánh giá một cái bộ nail. $300 một ngày, đúng rồi, mình chia vô một phòng đó mình ngủ, $300 một ngày mình chia vô phòng ngủ, gái trai ngủ với nhau, chà, cái này vui à. Đúng, mẹ đẳng cấp nó là mãi mãi. Mình phải giữ cái phong độ của mình, lúc nào mình cũng giữ cái phong độ của mình, là mình giữ được một cái lượng khách nó rất là an toàn. Bây giờ mình nói cho nghe nè, nhiều người suy nghĩ là bỏ 200 ngàn, 300 ngàn ra làm một cái tiệm thiệt là đẹp. Đúng, cái đó không có gì sai, nhưng nó chỉ chiếm 10% thôi, đúng không? Chỉ chiếm 10% thôi. Còn mà bạn giữ được khách hay không á, là do cái tay nghề. Bây giờ bạn mở một cái tiệm không có đẹp bằng người ta, nhưng bạn làm đẹp hơn người ta, bảo đảm bạn sẽ có khách hơn người ta. Bây giờ người ta mở tiệm 200-300 ngàn, cả triệu đô, đẹp đúng thôi, không có thành vấn đề, đẹp khách nó vô. Nhưng cái quan trọng khách muốn là cái service, cái phục vụ và cái cách mình làm một bộ nail. Bây giờ có một, bây giờ có nhiều người đang coi quá, cho nên bây giờ mình tắt cũng không được, mình nói nhảm cho các bạn luôn. Chắc chắn rồi. Ủa, hai vợ chồng mà làm thì hai vợ chồng mà làm đẹp, trời ơi, coi như là ở đó làm lấy tiền nhẹ nhàng, tình cảm, không có gì phải 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 đông thợ, không phải gì phải gì trơn á. Chắc chắn điều đó, làm đẹp là khách sẽ tới, không có ai chạy đi đâu hết trơn, đúng không, có ai chạy đâu. Dù tiệm bạn xấu, dù tiệm bạn đơn giản, nhưng bạn làm đẹp thì nó vẫn là đẹp hoàn toàn. Thôi, nó nhảm lên vậy đủ rồi. Nhảm vậy đủ rồi. Ừ, nó là đam mê nữa. Vui. Một tiếng em, từ Denver chạy xuống đây một tiếng. Rồi tối về hát các bạn một bài luôn, tặng các bạn một bài luôn. Chứ không hát đâu, giỡn chơi thôi, hát phải có nhạc rồi mà, nhưng mà tối sẽ về hát cho các bạn nghe bài nha. Thôi rồi, hẹn gặp các bạn lại tuần chủ nhật tuần sau nha. Thank you. Nói nhảm với bạn cũng vui đó, nhưng mà tại vì nhiều người coi quá cho nên bây giờ mình nói nhảm kiểu sau này người ta coi người ta sẽ bị dài đi nha. Yeah, anh vui tính lắm, đẹp trai vui tính, con nhà giàu học giỏi nữa. Ôi chú cha.
We don't talk anymore. Bye bye. Thank you. Yeah, thank you.